chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Thì hôm nay Huỳnh Mai sẽ có buổi chia sẻ một bạn đã vừa đạt được visa Canada và chuẩn bị bay vào tuần sau. Chị chào Thông. Thì Thông có thể giới thiệu đôi nét với mọi người biết về em được không? Dạ, em là Phạm Chí Thông, em sinh năm 2002, em vừa đạt visa Canada và em sẽ bay vào Canada vào tuần tới. Em học tại Obita của Canada và em học tại trường SAIT. Cái chuyên ngành của em là Culinary Arts. Đầu tiên thì Thông có thể cho những chị với các bạn được biết là lý do tại sao mà em đã chọn đất nước Canada để đi du học. Và trong cái quá trình mà xử lý hồ sơ với em thì mất thời gian khoảng bao lâu và em có gặp những cái khó khăn gì không? Ý định đi du học của em thì từ lâu rồi và em đã tìm hiểu được nhiều quốc gia đi du học, nhưng em thấy Canada là phù hợp đối với em. Em thấy môi trường ở đó thì nó tốt, với lại là em thấy mọi người ở bển thì thân thiện, nên em chọn Canada là để đi du học ở đó. Cái khó khăn của em gặp trong du học là về tiếng Anh, như là IELTS hay là về chứng minh tài chính, như lại hồ sơ nó hơi gấp gói một xíu. Nhưng cũng may là có chị Mai hỗ trợ em thì em thấy nó rất là dễ dàng trong việc hồ sơ của em. Thì chị cũng vừa nghe Thông nói về cái khó khăn trong quá trình xử lý hồ sơ đầu tiên, đó là về IELTS đúng không? Đúng rồi. Thì Thông có thể chia sẻ với các bạn được biết là cái quá trình mà luyện IELTS của em tại Việt Nam gặp những khó khăn như thế nào không? Khi em học tiếng Anh ở Việt Nam thì em thấy em học khá là lâu rồi, với lại một thời gian dài. Với lại là em thấy học tiếng Anh ở Việt Nam thì nó không có cái môi trường để nói tiếng Anh, thậm chí là em không có thể tiếp xúc với người bản xứ nhiều. Thì em may mắn thì em được chị Mai tư vấn em qua Philippines học tại trường Sibiu, học khóa tiếng Anh IELTS ở bển. Thì em thấy là em qua đó thì em có thể là em hoàn toàn nói tiếng Anh, với lại là toàn là người bản xứ ở bển, thì em thấy là tiếng Anh của em nó sẽ được cải thiện nhiều, em thấy tự tin hơn nhiều. Em chia sẻ đôi nét về cái trải nghiệm trong quá trình học tiếng Anh tại trường bên Philippines ha. Khi em học ở Philippines thì em cảm thấy là giáo viên ở đó thì rất là nhiệt tình, với lại là thân thiện luôn. Em ở một tuần ở sau đó thì em sẽ thích nghi được cái môi trường ở đó, và em cảm thấy là em hòa nhập với mọi người ở đó. Nếu mà các bạn cảm thấy mà về khó khăn học IELTS ở Việt Nam thì các bạn nên học tiếng Anh IELTS ở Philippines. Đó là sự lựa chọn tốt nhất mà các bạn có thể được rút ngắn thời gian học và có thể được cải thiện tiếng Anh của các bạn nhiều hơn. Chị cảm ơn cái chia sẻ của Thông về cái việc luyện IELTS dành cho các bạn ha. Thì Thông có thể chia sẻ thêm một cái lý do đặc biệt mà Thông biết đến New World Thông đã quyết định chọn New World để đồng hành trong cái quá trình xử lý hồ sơ với Thông. Dạ rồi, câu hỏi đầu tiên thì em biết New World thì em nhờ người bạn của em giới thiệu em, tại vì bạn em đã làm ở đây rồi, bạn em nói là rất là tuyệt vời và mọi người ở đây thì rất là thân thiện. Sau đó thì em đã tìm đến đây. Lúc đầu em đến đây thì em cảm thấy hơi lo lắng một xíu, nhưng sau vài lần thì em sẽ không lo lắng nữa vì có người đã hỗ trợ em, như chị Mai đã hỗ trợ em rất là nhiệt tình luôn, thì em không cảm thấy lo lắng nữa. Câu cuối cùng thì Thông có thể chia sẻ về cái tại sao mà lý do tại sao Thông lựa chọn cái chuyên ngành Culinary Arts ở bên Canada cộng với là cái trường SAT không? Lần đầu tiên mà em đến đây thì chị Mai tư vấn em và giới thiệu em một danh sách về cái nghề nghiệp hay là cái major để cho em học. Thì em cảm thấy là Culinary Arts thì em thấy nó phù hợp đối với em. Thì trong khoảng thời gian đó thì chị Mai có khuyên em là nên học một khóa biết ở đây để lấy cái background của mình tốt hơn, và em đã học và đã lấy được cái bằng và theo đúng cái ước mơ của em và đúng cái nguyện vọng của em. Sẵn đây em cũng cảm ơn chị Ngân và chị Mai đã hỗ trợ em về những cái hồ sơ mà du học của em, và em cũng cảm ơn mọi người ở công ty này đã nhiệt tình và hỗ trợ em. Ai có nhu cầu đi du học thì hãy tìm đến New World và chị Mai. Chị thay mặt cho công ty New World thì cảm ơn Thông đã dành thời gian cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, và chị cũng chúc em sẽ có một cái hành trình du học thật là tuyệt vời ở đất nước Canada và sẽ có được công việc làm cũng như là cái tương lai tốt đẹp sau này ha. Xin chào và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại lần sau ạ. Hẹn gặp lại.